thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh, hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 11 năm 2021. Trong chương trình thời sự tối đêm nay, chúng tôi xin gửi quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội của các bộ trưởng và thành viên thuộc chính phủ. Trà Vinh tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012. Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh luôn ở mức độ cao. Đa số người nhiễm được phát hiện trong cộng đồng và thậm chí có người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19. Việc này cho thấy ý thức phòng chống dịch của một số người chưa cao, còn lơ là chủ quan. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, thực hiện chương trình kỳ họp thứ hai hôm nay 10 tháng 11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội của các bộ trưởng và thành viên thuộc chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ chủ trì phiên chất vấn. Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và hoạt động chất vấn không chỉ đơn thuần là một hình thức giám sát tăng cường trách nhiệm giải trình, nhất là của người đứng đầu, mà còn là dịp để tương tác, bổ trợ cho các hoạt động giám sát khác cũng như thực hiện chức năng lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước của quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành công của phiên họp chất vấn lần này là một yếu tố để đảm bảo cho thành công của kỳ họp thứ hai và kết quả của phiên chất vấn đầu nhiệm kỳ cũng là tiền đề để rút kinh nghiệm cho các phiên chất vấn của các kỳ họp sau. Về việc lựa chọn chủ đề chất vấn và người được chất vấn thì xin báo cáo với Quốc hội là căn cứ vào đề nghị của 63 đoàn đại biểu Quốc hội ý kiến của các vị đại biểu quốc hội, việc uh, chất vấn bằng phiếu của các vị đại biểu quốc hội, ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai và tình hình đổi lên qua các cái phiên thảo luận ở các tổ uh, liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Thì Tổng thư ký Quốc hội đã lựa chọn ra 12 cái lĩnh vực và mỗi lĩnh vực thì bao gồm một số vấn đề quan trọng nhất để thảo luận kỹ lưỡng với thường trực hội đồng dân tộc, thường trực các cơ quan của quốc hội và đã biểu quyết chọn ra 6 trên vẫn 12 vấn đề mà được xem xét. 6 vấn đề này thì đã được tổng thư ký lấy ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội và sau khi phân tích đánh giá kỹ lưỡng thì Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết chọn ra 5 vấn đề, 5 nhóm lĩnh vực và trình với quốc hội xem xét và quyết định. thì trên cơ sở 5 nhóm vấn đề đó thì đại biểu quốc hội đã biểu quyết và lựa chọn ra 4 vấn đề mà chúng ta sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ hai này, theo đó, nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực y tế được các đại biểu quan tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, gồm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua và chiến lược phòng chống dịch, chiến lược vaccine trong thời gian tới. Việc bảo quản nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm COVID-19, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm. Giải pháp giảm thiểu sự chênh lệch chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là ở các vùng khó khăn định hướng đào tạo sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế. Tham gia chất vấn, đại biểu Trần Quốc Tuấn, Quỹ viên Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh quỹ đề nghị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, Trà Vinh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có số ca mắc COVID-19 tăng lên từng ngày. Và ngày hôm qua thì Trà Vinh có số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay. Mặc dù tỉnh đã cố gắng tiêm nhanh nhất, nhưng nếu tính hết số liệu vaccine do Bộ Y tế cấp thì tỷ lệ tiêm vaccine để phủ mũi 1 cho người dân của tỉnh mới đạt 78%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước là 83,8%. Nhiều cử tri Trà Vinh rất quan mang, lo sợ trước nguy cơ đó. Xin được phép gửi đến Bộ trưởng câu hỏi là đến khi nào người dân của tỉnh Trà Vinh mới được tiêm vaccine phủ mũi 1 để có được mức độ an toàn để cơ bản thương. nhất? Nội dung thứ hai xin phép được gửi đến Bộ trưởng là đại biểu Quốc hội và cử tri đề nghị chính phủ cần đầu tư một bệnh viện tuyến tỉnh, một khoa phòng các bệnh viện tuyến huyện có đủ năng lực điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 có mức độ cao nhất. Có như thế thì mới có thể sống chung an toàn lâu dài với dịch Covid-19. Bộ trưởng có nhận định thế nào về đề xuất này và đề xuất này có khả thi hay không? Xin cảm ơn Bộ trưởng. Đối với đại biểu Quốc hội của Trần Quốc Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội của Trà Vinh, chúng tôi trân trọng cảm ơn đại biểu Quốc hội theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là chúng ta coi cái các tỉnh miền Tây là một trong những cái địa bàn được được quan tâm nhất trong vấn đề về cái việc phân bổ vaccine sau Thành phố Hồ Chí Minh, Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Sau khi chúng ta đã phủ được các vaccine cho bốn địa bàn này, thì chúng ta tiếp tục phân bổ vaccine cho các địa bàn này. Và vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và đồng chí Phó tướng Chính phủ Vũ Đức Đa Đam đã họp với các địa phương và chúng tôi đã họp với các địa phương thì về việc cơ bản là Bộ Y tế đảm bảo phân đủ vaccine để phủ mũi 1, mũi 2 cho cái địa bàn khu vực này và triển khai cái tiêm vaccine 12 đến 17 tuổi. Còn có thể trong giai đoạn này thì vaccine đối với Trà Vinh chưa về kịp. Thế nhưng mà báo cáo với đại biểu quốc hội là trong kế hoạch phân bổ của Bộ Y tế hiện nay thì báo cáo là hiện nay Trà Vinh đến ngày 9 tháng 11 đã phân bổ 1,01 1 triệu hơn một triệu liều và cái tỷ lệ tiêm của Trà Vinh hiện nay đã là 82,4 bởi vì đã thay đổi hàng ngày thì chúng tôi tiếp tục phân bổ theo cái yêu cầu của chính phủ của thủ tướng chính phủ để đảm bảo các khu vực này để có thể bao phủ vắc xin và cho tất cả các tỉnh thành phố khác nữa và kể cả khu vực tây nguyên đối với ý kiến thứ hai của đại biểu quốc hội là một trong những ý kiến chúng tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến này có thể nói rằng là chúng ta trong cái thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả thì một cái vấn đề đặt ra đó là vấn đề về củng cố tăng cường năng lực hệ thống y tế để đảm bảo rằng hệ thống y tế chúng ta có thể ứng phó đối với một đại dịch và đặc biệt trong vấn đề về cấp cứu đối với bệnh nhân nặng và một trong cái tiêu chí của cái 128 và cái 4800 là phải đảm bảo cái giường cấp cứu và cái cơ sở cấp cứu một giường cấp cứu bao gồm kể cả nhân lực kể cả vấn đề về cái việc mà máy thở thế rồi là những cái máy móc khác và đặc biệt là cái oxy và vì vậy thì trong cái tiêu chí đó đưa ra ấy, nếu như không đảm bảo được cái này chúng ta không được giảm cấp độ mà chúng ta lại phải tăng cấp độ để làm sao chúng ta thích ứng được đối với cái tình hình mới và chúng tôi tán đồng rằng là cũng đối với các địa phương là cần phải có cái đầu tư quan tâm tới cái việc mà hình thành cái gọi là cái những cái giường cấp cứu cho cái bệnh nhân covid 19 và chúng tôi tính toán tối thiểu là khoảng 2 đến 3%, tức là trên một cái gọi là cái mức độ cao nhất tức là chúng ta tính trên 150.000 người à 150.000 người nhiễm trên 100 ngàn dân trong 2 tuần thì cái giường cấp cứu này phải đảm bảo đủ và các địa phương căn cứ theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế thì có cái đầu tư cho cái này để chúng ta mới thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả đối với vấn đề về Covid-19 được. Bên cạnh, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, với việc nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, chúng ta có hai đơn vị đã tiến hành nghiên cứu và đã đến giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Còn về cấp phép, phải theo quy định, và trên nguyên tắc, Bộ Y tế chỉ quy định các thủ tục về hành chính, còn về chuyên môn, an toàn, phải đảm bảo tối đa. Bộ Y tế đã thành lập hai hội đồng tương đối độc lập, là Hội đồng về Y đức và Hội đồng về cấp phép. Đến nay, hai hội đồng liên tiếp làm việc với các nhà sản xuất để bổ sung dữ liệu, đảm bảo đánh giá về an toàn hiệu quả để có thể cấp phép. Chiều nay, đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Nội dung chất vấn bao gồm việc thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bảo đảm tiến độ đúng đối tượng hiệu quả, công tác bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi do đại dịch thực trạng và nguyên nhân người lao động rời thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam trong nhiều đợt, giải pháp tháo gỡ những khó khăn của thị trường lao động theo diễn biến của dịch, chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc và giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động bị mất việc. Sáng nay ngày 10 tháng 11, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến với chính quyền thị xã thành phố tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012. Trong thời gian qua, để thực hiện tốt mục tiêu phát triển hiệu quả mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã, tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc bảo hộ hiệu chứng nhận cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh đăng ký bảo đảm tài sản trí tuệ và tư vấn cải tiến mẫu mã sản phẩm quảng bá tài sản trí tuệ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã hỗ trợ đăng ký tạo lập đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho hợp tác xã thí điểm kiểu mới các sản phẩm chủ lực của tỉnh qua 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012, tỉnh đã kịp thời tháo gỡ khó khăn dưới mắt, tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển bền vững. Kết quả đến nay toàn tỉnh có gần 1.900 tổ hợp tác với gần 35.000 thành viên tham gia. Đặc biệt, trong giai đoạn 2010-2021, toàn tỉnh có một liên hiệp hợp tác xã, 170 hợp tác xã đang hoạt động, giới nhiều mô hình mới sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập cho thành viên và doanh nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đề nghị các ngành địa phương cần xác định rõ phát triển kinh tế tập thể phải gắn với quá trình công nghiệp quá, hiện đại quá, quy hoạch dùng sản xuất và gắn với công nghiệp chế biến, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ tài nguyên môi trường và an sinh xã hội của địa phương, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sạch, an toàn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế tập thể phải đảm bảo các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi nhằm tạo mọi điều kiện để hợp tác xã tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực của địa phương để phát triển hợp tác xã, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn và ven biển. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh cùng với việc khuyến khích phát triển bền vững kinh tế hợp tác, cần quan tâm đến hợp tác xã với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhân trọng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia, hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ 4.0. Tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực có quy mô lớn và sức lan tỏa Chú trọng phát triển các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi hữu cơ theo chủ giá trị, xây dựng hợp tác xã ở các huyện nơi có các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, xây dựng mô hình hợp tác xã chuyên ngành, phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh trong khu vực nông thôn để đưa kinh tế tập thể thực sự là một trong các thành phần kinh tế quan trọng của tỉnh. Hôm qua, ngày 9 tháng 11, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh đồng chí Lâm Minh Đăng, Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh cùng lãnh đạo ban nội chính tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã có buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 11. Tại buổi tiếp, đồng chí Lâm Minh Đăng, Phó Bí thư tỉnh ủy lắng nghe ông Lê Hoàng Kế, ngụ ấp Chăn Mật, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành trình bày ý kiến phản ánh nội dung vụ việc khiếu nại kiến nghị của mình về việc chấp hành viên chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành tự ý chỉ định đơn vị thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá không có cơ sở, kết quả thẩm định giá kê khai sai vị trí đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Dù việc này đã được các cơ quan thẩm quyền ở địa phương giải quyết nhưng chưa thấu tình đạt lý nên ông Lê Hoàng Kế mong muốn được lãnh đạo tỉnh cũng như các cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh xem xét giải quyết, làm rõ những vấn đề chưa thỏa đáng trong giải quyết vụ việc của ông một cách công bằng, công khai theo đúng pháp luật nhằm để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của mình. Sau khi nghe các lãnh đạo sở ngành tỉnh phân tích làm rõ thêm những nội dung, vấn đề mà ông Lê Hoàng Kế quan tâm khiếu nại, đồng chí Lê Minh Đăng, phó bí thư tỉnh quỹ đã ghi nhận ý kiến phản ánh của ông Lê Hoàng Kế, đồng thời đề nghị lãnh đạo các cơ quan ban ngành có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết và trả lời rõ ràng những khiếu nại của công dân theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, chỉ đạo ban nội chính tỉnh quỹ theo dõi, phối hợp các cơ quan chức năng đôn đốc giải quyết vụ việc đúng theo quy định pháp luật, đề nghị các cơ quan tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân và cục thi hành án dân sự tỉnh theo dõi, phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt, xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực quyền quỹ Trà Cú vừa tổ chức hội nghị ban thường vụ quyền quỹ mở rộng sơ kết tình hình công tác tháng 10 và xây dựng chương trình công tác tháng 11 năm 2021 với hình thức trực tuyến với các xã thị trấn trong quyền. Trong tháng 10, quyền quỹ Trà Cú đã tập trung lãnh chỉ đạo, thực hiện tốt một số chỉ tiêu kỳ quyết năm 2021, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, triển khai có hiệu quả các hoạt động khôi phục sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh chim da nổi cục trên đàn bò, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã về đích nông thôn mới trong năm 2021 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Dương Văn Triệu, tỉnh ủy viên, bí thư quyền ủy Trà Cú, yêu cầu ban ngành huyện, các xã thị trấn cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần thích ứng an toàn, đổi mới công tác truyền truyền, không chủ quan lơ là. Tổ chức rà soát, thống kê những người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19, nhất là từ 12 đến 17 tuổi, để khi tỉnh phân bổ vaccine thì tiến hành tiêm ngay. Về xây dựng nông thôn mới, Bí thư Quyền ủy chỉ đạo các xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2021 phải hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận trong tháng 11. Tích cực trữ ngọt, ngăn mặn, phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vụ đông xuân tới. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, ra soát hộ nghèo, cận nghèo trên tinh thần đảm bảo đúng tiêu chí. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, gắn với kiểm tra tiến độ và chất lượng công trình. Đảm bảo thu đúng, thu đủ, phấn đấu thu thuế đạt theo kế hoạch dự toán năm 2021. Thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ học sinh khó khăn do thiếu thiết bị học tập, xây dựng đảng, củng cố tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên năm 2021. Ngày 9 tháng 11, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Quyện Quỹ, ông Phạm Quang Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân quỷ Cầu Kè đã đến trao thưởng cho đơn vị xã Quà Tân, xã Quà Ân và xã Thông Quà, quan thanh sớm công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong chiến dịch tiêm vaccine mũi 2 phòng COVID-19 đợt này. Được biết, trong chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 đợt này, ba xã Quà Tân, Quà Ân và Thông Quà đã đạt 100% số người dân thuộc diện cần tiêm chỉ trong 3 ngày, rút ngắn một phần hai thời gian kế hoạch. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Quyện Quỹ Cầu Kè, đã ghi nhận và biểu dương tinh thần quyết tâm nỗ lực cả hệ thống chính trị của ba địa phương cùng với lực lượng y tế không quản khó khăn vất vả vì sức khỏe tính mạng người dân là trên hết, đã tranh thủ tiêm được nhanh nhất, nhiều nhất, an toàn nhất cho nhân dân. Qua đây cũng nhắc nhở lãnh đạo ba xã Quả Tân, Quả Ân và Thông quà. trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng kế hoạch tiêm vaccine ngừa covid-19 thật cụ thể, lập danh sách chính xác cho từng nhóm đối tượng được tiêm, tránh bị bỏ sót và khi nhận nguồn vaccine phân bổ về phải tổ chức tiêm ngừa đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định theo phương châm vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Dịp này lãnh đạo quyện cầu kè đã thưởng 5 triệu đồng cho xã Quả Tân. 3 triệu đồng cho xã Quả Ân và 2 triệu đồng cho xã Thông Quà đã hoàn thành sớm nhất công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân ở địa phương trong đợt này. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, số ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh luôn ở mức cao. Đa số người nhiễm được phát hiện trong cộng đồng và thậm chí có người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Việc này cho thấy ý thức phòng chống dịch của một số người chưa cao, còn lơ là chủ quan. Đã đến lúc chúng ta cần nhận ra việc cân bằng nhu cầu sống với thức phòng tránh dịch là điều cực thiết. Thực hiện kỳ quyết số 128 của Chính phủ, tỉnh Quỹ Trà Vinh đã ban hành công sáu 260 về việc uống nắng công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, tỉnh đang dần chuyển trạng thái từ siết chặt sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Các hoạt động xã hội, sản xuất kinh doanh đang từng bước được khôi phục. Từng địa phương đã cụ thể quá cấp độ dịch để có phương án phòng chống dịch cho phù hợp. Thế nhưng, trong trạng thái bình thường mới, sống chung với đại dịch mà chấn chữ được an toàn sức khỏe cũng là một thách thức lớn. Trong khi ý thức trách nhiệm của người dân là yếu tố quyết định cho sức đề kháng bệnh dịch của toàn xã hội. Thời điểm hiện tại, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động nhưng được yêu cầu thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế thì người dân tập trung ăn uống rất đông và không đảm bảo khoảng cách an toàn. Rất nhiều người có tâm lý chủ quan và chia sẻ rằng đã tiêm hai mũi vaccine rồi nên thoải mái ra đường, ăn uống, tập trung đông cười, bù lại những ngày bị giãn cách. Tại một số nơi công cộng, chúng ta dễ dàng bắt gặp những người không đeo khẩu trang đi lại trên đường phố, nhiều người ra đường không có lý do cần thiết. Bên cạnh đó, vẫn còn vẫn tồn tại tình trạng kinh doanh buôn bán lẻ tự phát, các cánh hàng rong buôn bán công khai, người mua đậu xe tập trung đông. Với hành động như vậy, nhiều người dân đang truyền đi lối sống chủ quan, mất cảnh giác, làm tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nhanh và nguy hiểm trong cộng đồng bản thân chú á thì chú chạy xe thì chú cũng kỹ lưỡng cẩn cẩn thận như lắm mà nhưng chú thấy một phần đông á thì thấy bà con mình nó cũng còn hơi lê lỏng quá không có chấp hành đúng theo cái quy định 5 k của à, theo nghị quyết của chính phủ phải không à, không sử dụng đúng là 5 k luôn nữa thấy không thành ra tình hình dịch mình nó xảy ra là hơi nhiều thành ra là chú cũng là khuyên cũng muốn là có một vài lời là cũng nói với bà con mình ăn nên đã nói để là cũng như bà con mình có ý thức cảnh giác ngừa bệnh trước chứ, chứ đừng để chủ quan để là dịch, dịch bệnh đi lan trên thành phố mình thành ra uh, chú thấy rồi chú cũng ấn quá trời ấn luôn còn đi lại còn nhiều quá trà binh lại nhiều quá ăn uống tại chỗ rất nhiều để lại là dịch bệnh cho bà con ý thức nhân dân cái vùng những chặt cú dân hải còn chưa cách ly được nhiều lắm còn chủ quan 5 k lắm không có cần năm k người dân chưa ý thức đi lung, lung tung hết chưa sợ tới đó, đề nghị sở tới phải có cái hoạch sớm để để giãn cách như Vinh, bớt dịch bệnh Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến nay, sau khi tỉnh nới lỏng giãn cách, người ngoài tỉnh về địa phương đông, tỉnh đã liên tục phát hiện nhiều ca nhiễm sars cov 2 trong cộng đồng. Điều đáng quan tâm là các ca nhiễm có xu hướng gia tăng hàng ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ riêng ngày 9 tháng 11 năm 2021, Trà Chinh ghi nhận số lượng người nhiễm COVID-19 cao nhất từ trước đến nay với 154 ca, trong đó có 97 ca cộng đồng. Đồng thời có 33 người đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và 15 người đã tiêm một mũi bị nhiễm bệnh. Xét thấy ý thức phòng tránh dịch còn lóng lẻo, một bộ phận người dân còn lơ là, thiếu trách nhiệm. Đặc biệt, những người đã được tiêm vaccine thường có tâm lý chủ quan, không tuân thủ đúng nguyên tắc 5K, còn tụ tập đông người tại các quán ăn uống. Tỉnh Quỹ Trà Vinh đã ban hành văn bản số 260 về việc uống nắng công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, văn bản yêu cầu mỗi địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên mọi phương diện. Thêm vào đó, tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc không thực hiện khuyến cáo 5K, những người quay tỉnh về địa phương không khai báo y tế hoặc khai báo không chính xác đầy đủ gây lây lan dịch bệnh. Song song đó là tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành đoàn thể để thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 một cách đồng bộ, linh hoạt, kịp thời ứng phó với mọi tình huống để đạt hiệu quả cao nhất. Mình cũng mong rằng mình và mình tất cả những mọi người xung quanh đều giữ ý thức để thực hiện điều kiện 5 k và khoảng cách nhau giữa mọi người với nhau để sức khỏe mọi người được an lành giảm những cái ca cộng đồng xuống để mọi người gia đình đều được hạnh phúc. Mà hôm qua thấy dịch quá, rồi, cô cũng sợ quá, sợ tụ tập nãy kia. Rồi chiều ở đây cũng bớt bớt sợ lắm cô sợ cô đi chích người mà thấy mà ngồi đông đông cô còn không dám lại rồi nói thiệt không? sợ lắm. mình phải ý thức mình thấy những người không có ý thức thì mình tránh ra trong trạng thái bình thường mới một số hoạt động đang dần được khôi phục nhưng đại dịch covid 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp đòi hỏi các giải pháp kiểm soát chặt chẽ theo đó người dân đóng vai trò là chủ thể trung tâm cho sự thành công đẩy lùi đại dịch mỗi người dân cần tự ý thức cân bằng nhu cầu sống và làm việc trong một không gian hạn chế, cũng như hết sức cân nhắc, kiểm soát nhu cầu đi lại, nhu cầu giao tiếp của bản thân để đảm bảo an toàn cho mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội. Bởi lẽ chúng ta chưa đạt được miễn dịch cộng đồng, sự đôn nóng chủ quan trong giai đoạn bình thường mới có thể xóa đi những thành quả quan trọng mà tỉnh nhà đạt được trước đó trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trị Vinh Kết quả xét nghiệm PCR hôm nay, ngày 10 tháng 11, Trà Vinh ghi nhận thêm 74 trường hợp dương tính với sars cov 2 trong đó huyện Càng Long 28 ca, huyện Duyên Hải 11 ca, thành phố Trà Vinh 10 ca, huyện Trà Cú 7 ca, huyện Cầu Ngang 5 ca, huyện Cầu Kè 4 ca, thị xã Dương Hải 3 ca, huyện Châu Thành 3 ca, huyện Tiểu Cần 3 ca. Có 38 ca phát hiện trong cộng đồng, 23 ca là người ngoài tỉnh về địa phương, 6 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung, 5 ca trong khu phong tỏa, 2 ca phát hiện tại cơ sở y tế. Tính đến chiều ngày 10 tháng 11, Trà Vinh có 3.699 bệnh nhân COVID-19, có 2.184 bệnh nhân được điều trị khỏi, 27 ca tử vong. Xã Ngãi Hùng, quyền Tiểu Cần tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn tại ấp Chánh Hội B. Cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều dài 18m, ngang 2,2m, độ thông tuyền 3m, tải trọng khoảng 2,5 tấn cây cầu được bắt qua tuyến cơ nối liền giữa ấp ngã tư với ấp chánh hội b xã hải hùng tổng kinh phí xây dựng cầu hơn 120 triệu đồng trong đó gia đình bà lê thị chính ở ấp ngã tư xã hải hùng hỗ trợ 108 triệu đồng phần còn lại do người dân địa phương đối ứng bằng ngày công lao động được biết ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 30 hộ dân khu vực này đi lại dễ dàng cầu chánh hội b còn có vai trò kết nối liên quan với các tuyến lộ đa nông thôn qua các ấp lân cận góp phần giúp cho người dân đi lại, giao lưu, vận chuyển hàng hóa được thuận tiện, dễ dàng hơn, góp phần thúc đẩy cho phong trào thiện nguyện xã hội hóa về xây dựng nông thôn mới ở địa phương trong thời gian tới. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận đơn tố giác về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức góp hội xảy ra ở thành phố Trà Vinh với số tiền ước tính trên 32 tỷ đồng. Thông tin được biết, ông NLTB, ngụ xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, đại diện cho 100 hội viên đến cơ quan công an tố giác bà Nguyễn Thị Cẩm Nguyên, sinh năm 1983, ngụ khóm 8, phường 7, thành phố Trà Vinh, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 32 tỷ 520 triệu 192 ngàn đồng thông qua hình thức góp hội. Đồng thời cho biết bà Nguyên làm chủ hội đầu thảo, huy động nhiều hội viên tham gia góp hội. Đến ngày 5 tháng 11, bà Nguyên không tiếp tục khôi hộ như bình thường và các hội viên không thể liên lạc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành thẩm tra xác minh. Bước đầu xác định bà Nguyên có mở hai tiệm nail, một shop thời trang trên địa bàn thành phố Trà Vinh, đã làm chủ hội nhiều năm và hiện còn 90 dây hội. Thấp nhất có giá trị 500.000 đồng, cao nhất có giá trị 50 triệu đồng. Có nhiều hội viên tham gia góp vốn. Bà Nguyên lập danh sách và tạo một nhóm Zalo để các hội viên tham gia thông tin hội viên hốt hội sẽ được thông báo trong nhóm gia lô. Việc đóng hội, hốt hội qua chuyển khoản hoặc tiền mặt. Hiện các cơ sở kinh doanh của bà Nguyên đều đóng cửa. Cơ quan công an đang thụ lý tin tố giác tội phạm, đề nghị các hội viên hãy bình tĩnh, không nên có hành động gây mất an ninh trật tự, tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin để cơ quan công an điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua, tỉnh Trà Vinh đã đưa vào vận hành khai thác nhiều công trình điện gió ở vùng biển Duyên Hải. Đây là một dấu mốc ghi nhận về sự phát triển nguồn năng lượng gió đầu tiên ở tỉnh ta. Trong tiến trình xúc tiến bởi gọi đầu tư, chúng ta thường nghe nói, Trà Vinh có chiều tiềm năng sẵn có, nhưng lâu nay tỉnh vẫn chưa khai thác đúng mức. Từ đó, chiến lược phát triển kinh tế biển đã được nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh xác định. Lúc này, nhiều tiềm năng đã được tìm thấy và dân được đánh thức trong đó có tiềm năng dồi dào từ nguồn năng lượng gió. Và luồng gió mát đầu tiên mà tỉnh có được từ gió biển, đó là từng công trình điện gió đồ sộ đã mọc lên, mang theo những dòng điện sạch đầu tiên từ nguồn năng lượng gió của biển Trà Vinh để quà vào lưới điện quốc gia. Nhân chuyến kiểm tra thực tế về 5 công trình điện gió của tỉnh sau khi đã được lắp đặt hoàn thành trong những ngày giữa tháng 10 năm nay, Bí thư tỉnh ủy Ngô Chí Cường và các cấp lãnh đạo tỉnh vui mừng nhận xét. Chưa bao giờ dùng biển Trà Vinh đẹp như hiện nay khi tận mắt ngắm từng giải trụ tua bên gió cao hơn 100 mét, hiên ngang trên vùng biển của tỉnh. Đây là thành quả chung của từng nhiệm kỳ nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo khi xác định ngành công nghiệp năng lượng tái tạo là động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Qua đó, tranh thủ chính phủ và Bộ Công Thương đưa một số dự án đầu tư phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030. Qua bao thăng trầm Từng luồng gió biển đã được đón nhận khi từng công trình điện gió trên biển đã được hình thành và qua giao lưới điện quốc gia trong những ngày cuối tháng 10 năm 2021. Gia Tra Vinh đã đón được dòng điện sạch đầu tiên từ nguồn năng lượng gió, mở đầu cho hành trình chinh phục kinh tế biển mà kỳ quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh đã xác định trong giai đoạn 2020-2025 qua nghiên cứu của chúng tôi thì Trà Vinh là một cái tỉnh có tiềm năng rất lớn về về gió. tốc độ gió trung bình thì thông thường là cao khoảng 7 đến 7.2 m giây đặc biệt tại một số cái thời điểm trong năm và thông thường các cái đối với cái công nghệ tua bin hiện tại thì với cái tốc độ gió đó thì các dự án mang lại cái hiệu quả cũng tương đối cao hiện nay là cái việc mà sử dụng cái năng lượng tái tạo là một cái xu thế thì khi mình sử dụng mình mình phát triển một cái công trình ở địa phương thì thứ nhất theo tôi nghĩ đó là cái tạo ra được một nguồn năng, năng lượng sạch để phát triển kinh tế cái nữa mà tôi có thể thấy đó là tức là về cái tiềm năng về du lịch đến nay 79 trụ tua bên gió thuộc 5 dự án điện gió khác nhau trải dài từ vùng biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Dương Hải đến xã Đông Hải, quyền Dương Hải đều đã hoàn thành việc lắp đặt, đã qua giao lưới điện quốc gia và chính thức vận hành thương mại. Với công suất mỗi trụ là 4 MW, hàng năm có hàng tỷ kWh điện năng lượng xanh mang thương hiệu trà Vinh sẽ được sản xuất ra để qua chung vào dòng điện quốc gia. Từ đó thu về giá trị kinh tế cao cùng với niềm tự hào và kỳ vọng cho sự phát triển chung của tỉnh của người dân trà vinh cả nước và cả thế giới người ta đều ưu tiên cái vấn đề mà về năng lượng sạch thì có những cái chủ trương mà làm cái công trình điện gió thì ở đây thì khi mà cái công trình điện gió đưa vào hoạt động thì cái thứ nhất tôi về thấy về cái bộ mặt là rất là đẹp rồi mặt mỹ quan á thì thấy khách du lịch cái đó là cái dịch vụ ăn theo á họ bắt đầu mới làm lên là hình thành lên thì đã có rất là nhiều mà mà địa phương khác họ tới họ tham quan du lịch thì cái đó là rồi kéo theo cái vấn đề du lịch thì dân chúng ta sẽ phát triển thêm ví dụ như cái anh sửa xe thì ảnh phải ngày trước kia thì không có du khách du lịch anh sửa ngày được hai chiếc ba chiếc bây giờ thì khách đến nhiều thì anh sửa nhiều hơn còn cái chị bán hàng rong trước kia bán thì ít người hôm bữa nay thì bán hàng trăm người thì cái điều kiện này thì tôi người dân tôi thấy tôi rất là là, là, là phấn khởi và mừng người dân của Hiệp Thạnh rất là vui vì các cái công trình dự án đã đi qua đây thúc đẩy cái điều kiện kinh tế xã hội của xã phát triển nói chung cũng như là của một số hộ cá nhân nói riêng tạo điều kiện cho xã thúc đẩy phát triển kinh tế hoàn thành cái tiêu chí nông thôn mới sau này bắt đầu chúng tôi gặp một số khó khăn liên quan đến cái dịch covid nhưng do chúng tôi nhận được cái sự hỗ trợ rất là lớn lao từ các ban ngành và đặc biệt là văn của, của tỉnh trà vinh để hỗ trợ chúng tôi và chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đưa dự án này về về lịch đúng hạn theo đúng cái lịch sudy của, của của đã đăng ký đối với tỉnh và chúng tôi cũng xin vui lòng thông thông báo là chúng tôi cũng đang thực hiện đầu tư cái dự án tiếp theo tại tại trà vinh và cũng uh, hy vọng là sẽ thúc đẩy được sự phát triển của của trà vinh quá trình triển khai thi công bên cạnh thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn do phải thi công trong điều kiện sóng biển nhưng với sự nỗ lực của đội ngũ kỹ sư các chuyên gia và công nhân sự đồng tình hưởng ứng của người dân trong khu vực dự án cùng sự quyết tâm vào cuộc ngay từ đầu của các cấp lãnh đạo tỉnh khi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp xem khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn chung của tỉnh qua đó từng vấn đề đã được phối hợp giải quyết hiệu quả trách nhiệm của địa phương đó thì địa phương cũng rất là quyết rất là quyết tâm để thể hiện cái tinh thần là kêu gọi đầu tư của tỉnh đó, thì cái công tác mà giải phóng bằng bằng địa phương rất là tập trung ban đầu đó thì triển khai thì cũng báo với các đồng chí là nó cũng rất là khó khăn à, nhiều người dân đó thì cũng chưa có đồng thuận với dự án do ảnh hưởng đến cái lợi ích của cá nhân của họ đó. thì sau khi mà được địa phương rồi chủ đầu tư tích cực tiên truyền vận động này kia giải thích thì họ từ từ thì họ cũng có thông hiểu và đa số là họ chấp thuận với cái chủ trương để thực hiện dự án. Là chúng tôi sẽ vận dụng cái những cái công trình này để đầu tư để là kêu gọi thêm nữa các cái công trình khác đầu tư gắn với công trình của đường Trung Nam đó là cái du lịch về cái phía biển đặc biệt là đối với Duyên Hải là một cái dùng là giáp biển khoảng 16 km đường bờ biển trên địa bàn của huyện tập trung quy động các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, tận dụng lợi thế để Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nhiệm vụ đầu tiên trong năm nhiệm vụ trọng tâm được kỳ quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi phải có sự quyết tâm ngay từ đầu của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Trong đó, vấn đề mở rộng quy hoạch phát triển điện từ nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng gió tiếp tục được tỉnh quan tâm để thu hút đầu tư. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, tỉnh có sản lượng điện sản xuất đạt 43,8 tỷ kWh, để Trà Vinh trở thành một trong những trung tâm năng lượng của dùng như kỳ quyết của tỉnh đã xác định. Thì được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, địa phương, đặc biệt là sự hưởng ứng của người dân tại khu vực dự án và sự quyết tâm cao của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án Mặc dù thời gian qua thì chúng ta cũng vừa à, sản xuất kinh doanh, vừa xây dựng dự án mà cũng vừa thực hiện tác phòng chống dịch Covid-19. Thì à, qua sự phấn đấu của cả tỉnh như vậy thì à, đến tháng 10 vừa qua thì có 5 dự án điện gió với tổng công suất là khoảng 322 MW đã được đóng điện thương mại đi vào chính thức hoạt động. À, thì các cái dự án này nếu mà đi vào hoạt động thì à, chúng ta sẽ đóng góp là 1.200 triệu KW Giờ điện cho năm. À, doanh thu là khoảng 1, 300 tỷ, đóng góp ngân sách cơ bản hàng năm đó khoảng 500 tỷ đồng. và giải quyết việc làm là khoảng 350 lao động địa phương. Hiện nay thì à, có 4 dự án cũng đã được nằm trong quy hoạch đủ điều kiện khởi công. Thì hiện nay thì à, tỉnh quỹ, ủy ban tỉnh cũng chỉ đạo các sở ngành à, mời các nhà đầu tư đã được cho chủ trương à, đã sớm là hoàn thành các cái thủ tục để à, đầu 2022 khởi công tiếp là 4 dự án với tổng công sức là 344 MW à, và cố gắng hoàn thành đến cuối năm 2022 đầu 2023 thì sẽ đóng góp là khoảng 1.000 à, doanh thu khoảng 1.700 tỷ đồng trên năm à, đóng góp ngân sách là khoảng 4 à, 700 tỷ đồng và giải quyết việc làm là khoảng à, cho 500 lao động địa phương thì như vậy đó thì à, từ năm nay cho đến à, hết năm 2022 chúng ta có sẽ có chín dự án điện gió được là quy hoạch đưa vào hoạt động với tổng công suất trên 700 MW và giải quyết việc làm cho gần 700 lao động địa phương đóng góp ngân sách là khoảng 1.200 tỷ đồng cho tỉnh thì góp phần là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế rồi tạo công an việc làm cho lao động gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp nâng cao tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh À, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và đặc biệt đó là phối hợp cái điện gió đó với khu vực biển của trà vinh là có tiềm năng về du lịch sinh thái biển. Do vậy điện gió hình thành thì bên cạnh là phát triển điện à, còn là góp phần là phối hợp phát triển là du lịch địa phương tạo thêm cái thắng cảnh mới để thu hút về cái lĩnh vực du lịch sinh thái biển. Phải nói rằng là tỉnh trà vinh rất có tiềm năng về phát triển năng lượng à, gió thì bên cạnh là chín dự án đã báo cáo đưa vào quy hoạch đủ điều kiện. Thì hiện nay theo cái đánh giá của Bộ Công Thương và cái đề xuất của tỉnh thì toàn tỉnh đó có khả năng phát triển là thêm 46.500 MW điện gồm là điện gió, điện mặt trời, điện khí và điện sinh khối. Thì Ủy ban tỉnh cũng đã có công văn báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương để sớm xem xét À, giai đoạn từ năm 2020 đến 2030 và tầm nhìn 2035 bổ sung thêm cho Trà Vinh à, với cái đề xuất của tỉnh là 46.500 MW gồm điện gió, điện sinh khói, điện mặt trời, điện khí để làm sao là phát triển vực à, dậy cái vùng biển Trà Vinh đồng thời thì à, tỉnh cũng có đề xuất thêm là xã Hội Hóa à, xây dựng cái đường truyền tải và trạm biến áp 500-200 KW để nhằm giải tỏa công sức cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo. Khi mà các cái nơi sức bổ sung các cái dự án điện năng lượng tái tạo trong tương lai hình thành thì sẽ đồng bộ với các dự án chúng ta cấp để làm sao mà khi điện phát ra thì có đủ cái đường truyền tải điện thêm một đường 500 kV để mà truyền tải điện nhằm phát triển năng lượng quốc gia, có phần phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và của tỉnh nhà. Tháng 10 năm 2021 đây là mốc thời gian gặp tràn hy vọng về một tương lai phát triển nguồn năng lượng xanh từ tiềm năng gió mới được đánh thức. Khi chứng kiến từng trụ tua bin gió đã được đứng vững để đón từng luồng gió mát của gió biển và mang theo những dòng điện sạch để quà vào lưới điện quốc gia. Hưởng ứng chiến dịch tiêm vaccine cộng đồng, vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Hôm nay, ngày 10 tháng 11, toàn tỉnh đã tiêm 14.363 liều vaccine COVID-19 tiêm mũi 2 cho người dân. Cụ thể ở từng địa phương như sau. Thành phố Trà Vinh 1.815 liều, Càng Long 195 liều, Cầu Kè 2.365 liều, Tiểu Cần 415 liều, Châu Thành 4.290 liều, Trà Cú 856 liều, Cầu Ngang 97 liều, Duyên Hải 4.030 liều, Thị xã Duyên Hải 300 liều, Nâng tổng số trong đợt tiêm lần thứ 17 này, toàn tỉnh đã tiêm mũi 2 được 235.735 liều vaccine COVID-19. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đài Vinh, kết quả triển khai kỳ quyết số 68 của chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cơ lao động và cơ sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đài Vinh. Tính đến ngày 10 tháng 11 năm 2021, Quỹ ban nhân dân tỉnh đã phê kiệt 270.675 người với tổng kinh phí hỗ trợ 419 tỷ 131 triệu 619 ngàn đồng. Hiện nay đã cấp phát cho 261.762 người với kinh phí 403 tỷ 164 triệu 551 ngàn đồng, đạt 96,71% so với tổng số đối tượng được phê duyệt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Trời Vinh hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được thân ái cho tạm biệt và hẹn gặp lại.